mọi người đã thấy ở trên title của video thì chắc là cũng đã biết được video này về chủ đề gì rồi đúng không? Thì thật ra là đã lâu lắm rồi Khởi không có làm một cái video Swatch Song nào hết. Lần đầu tiên và cũng như là lần gần đây nhất, cũng như là lần cuối cùng, chính là video Swatch Song của Christian Louboutin. Và cái video đó cũng đã cách đây gần một năm rồi. Đây là rất là lâu rồi á. Cho nên một cái lý do rất là to lớn mà Khởi quyết định là sẽ làm video Swatch Song này, đó chính là Khởi vừa mới nhận được quà từ chị Trang và Ophelia. Ta-da! Khởi nghĩ là cho tới thời điểm này thì chắc là ai cũng đã biết về Ophelia và dòng son Nightfall này của chị Trang rồi đúng không? Và để cảm ơn chị Trang đã dành tặng phần quà này cho Khởi, và cũng như là để đáp ứng nhu cầu của các bạn trên Snap của Khởi. Bữa trước Khởi Snap vừa nhận được quà của chị Trang xong rồi Khởi hỏi mọi người có muốn Khởi swatch son không? Thì có cực kỳ nhiều bạn bảo là có, cho nên là video này dành cho mọi người đó. Thật ra Khởi cũng rất là muốn unbox cái hộp này, nhưng mà tại vì Khởi cũng đã lấy ra hết rồi. Xong cái hộp này hiện giờ đang trống rỗng, chỉ còn một cái thiệp viết tay rất là đáng yêu chị Trang nhớ Khởi. Nhưng mà thôi, cái thiệp này thì Khởi xin giữ bí mật nha. Trong đợt này thì Khởi còn nhận được bộ tỏ chị Trang nữa. Đây, Khởi cho mọi người xem một chút luôn, tại vì cái này cũng trong hộp quà. Thì nói sơ sơ qua thì cọ này rất là chất lượng, rất là đẹp, cầm rất là chắc tay. Còn bây giờ thì Khởi sẽ không để mọi người chờ thêm nữa đâu, chúng mình cùng vào phần swatch son luôn ha. Chloe sẽ bắt đầu với màu son đầu tiên trong bộ sưu tập Nightfall này, chính là màu đỏ classic có tên là The One. Đầu tiên phải nói rằng vỏ son này siêu xinh, rất đúng với tinh thần unicorn bánh bèo của Chloe luôn, nên Chloe mê ơi là mê. Đây là một màu đỏ có cool undertone, cho nên khi dùng màu này thì cả da và răng của bạn sẽ trông trắng và sáng hơn rất nhiều. Chloe cảm thấy rằng đây là một màu đỏ dễ dùng và rất xinh, đúng với tên gọi The One của nó vậy. Tiếp theo, Chloe có màu Vibe, một màu nâu đỏ nhưng có vẻ khi lên môi của Chloe thì màu đỏ nhiều hơn là nâu. Đây có thể được xem là màu tây nhất trong bộ sưu tập này, sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các cô nàng thích môi dày vì màu son này sẽ rất thích hợp với phong cách make up trưởng thành và quyến rũ. Nightfall là bộ sưu tập son thuộc dòng son matte của Ophelia, nhưng Chloe cảm thấy rằng son không hoàn toàn lì nên không gây khô môi nhiều như các son lì khác vì có dưỡng nữa. Tuy nhiên vì không khô hẳn cho nên son vẫn có transfer, tức là son vẫn sẽ dính màu khi tiếp xúc, như khi bạn uống nước hay khi thấm môi bằng khăn giấy. July Rain là một màu son cam pha đỏ gạch mà Chloe rất ấn tượng với cái tên đáng yêu là Cơn Mưa Tháng 7. Thật ra thì Chloe rất ít khi dùng son cam, nhưng những màu cam ngã nâu hoặc ngã đỏ như thế này luôn làm Chloe thấy rất thích thú. Nói về độ lâu trôi của son thì Khởi thấy rằng son giữ màu được khá lâu nếu bạn không ăn uống gì. Nếu có ăn thì sẽ trôi gần như toàn bộ trong lòng môi. Nhưng ngược lại thì điểm cộng chính là son rất dễ dàng để tẩy đi và thoa lại. Và cho Khởi nói ngoài lề một chút xíu là lúc quả Khởi mãi swatch son quá nên là không để ý là đuôi của lông mi giả bên mắt phải Khởi bị bung ra rồi. Mọi người đừng cười Khởi nha. Bewitched chính là màu son đậm nhất trong collection này. Đây là một màu có tông đỏ tím mận, sẽ rất thích hợp cho những cô nàng thích vẻ cá tính và huyền bí. Để nói về pigmentation của dòng son này thì đa số các màu đều lên màu chuẩn. Tuy nhiên có vài màu nhạt và đậm nhất như màu Bewitched này thì đôi khi hơi khó để màu son có thể lên toàn bộ môi thật đều. Nhưng đây là điều dễ hiểu vì màu son khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ lên màu trơn tru của từng thỏi son, cho dù là cùng một dòng son của một hãng. Đây là một việc bình thường vì rất nhiều hãng khác cũng dễ gặp phải tình trạng này. Nhưng nhìn chung thì với giá tiền là 250.000 trên một thỏi son thì son matte của Ophelia đã rất ổn về độ pigmentation rồi. Màu ngọt ngào nhất của bộ sưu tập này chắc hẳn phải là Shimmer rồi. Mới nghe tên thôi thì đã thấy ngay rằng màu son hồng ngọt ngào này dành cho những cô gái thích mộng mơ và yêu đời, vì đây chính là màu son có khả năng làm khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Tuy nhiên thì màu son hồng này có hơi kén da một chút xíu. Chloe nghĩ rằng các bạn da trắng sẽ thích màu này hơn những bạn có nước da bánh mật đó. Mặc dù đây cũng không phải là một màu mà Chloe hay dùng, nhưng đôi khi có một thỏi son màu ngọt thế này cũng khá là hay ho cho những ngày cảm thấy mình nữ tính nhất đó chứ. Các cô gái của Chloe có thấy vậy không? Focus Here được giới thiệu là một màu nâu cam đất, nhưng khi lên môi Chloe thì lại giống một màu nude tông cam hơn. Đây là màu nhạt nhất trong cả bộ sưu tập nên là như Chloe có nói ban nãy, màu son này cần bạn phải đánh nhiều lần hơn các màu khác để son có thể lên màu chuẩn nhất. Chloe thấy đây là một màu khá thú vị vì khi xem swatch của chị Trang thì Chloe thấy màu này ngả nâu, nhưng khi lên môi của mình thì lại nhạt hơn. Mặc dù không nổi bật như những màu son đậm khác, nhưng điểm cộng lớn của Focus Here chính là màu son này rất dễ dùng cho nhiều phong cách trang điểm khác nhau đó.
Và cuối cùng, như câu nói kinh điển Save the best for last, Fall for You chính là màu son Chloe thích nhất trong 7 màu của Night Fall. Cũng không hiểu vì sao nhưng lần đầu tiên thấy màu này, Chloe đã yêu ngay. Chắc vì tên màu son quá độ dễ thương, cũng như màu son hồng đỏ có chút tông nâu này vừa dễ dùng mà lại phù hợp với mọi tông da luôn. Chloe cứ hay đùa với chị Trang rằng tuy màu son này tên là Fall for You, chính là đổ gục cho em, nhưng hình như là Chloe đã đổ gục trước mất rồi. Màu son này đích thị dành cho những cô nàng thích vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng mà không quá bánh bèo đó. Ok, vậy là Chloe đã swatch và review xong 7 cây son trong bộ sưu tập Night Fall này rồi. Thì Chloe mong là qua video này mọi người đã biết rõ hơn về dòng son này, cũng như là sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn lựa màu son nào để mua. Theo như những gì mọi người đã thấy trong video thì chắc là cũng đã biết là Chloe thích rất là nhiều màu trong collection này. Và Chloe cũng nghĩ là tất cả những màu này sẽ phù hợp cho những bạn nào mà có tông da ngang Chloe hoặc là trắng hơn Chloe một chút. Chloe nghĩ là chỉ có đúng mỗi một màu là nó hơi kén da thôi, còn lại là những màu này nó đều rất là dễ dùng. Cho nên là từ bao bì cho đến chất son cho đến màu son thì Chloe nghĩ là với cái giá này thì Ophelia rất là đáng mua. Và nếu mà bạn nào còn chưa mua thì còn chần chừ gì nữa, hãy chọn em một màu trong video đi và đi mua liền đi. Và ngoài ra thì Chloe cũng hơi thắc mắc là không biết mọi người thích màu nào nhất, là những màu nào nhất, thì mọi người hãy comment ở bên dưới cho Chloe và mọi người cùng biết với nha. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like video và subscribe channel Chloe nha. Chloe sẽ gặp mọi người video lần sau. Stay gorgeous.